Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Savimac. Hôm nay Savimac tiếp tục giới thiệu tới các bạn một chiếc máy cắt cỏ chạy pin tiện dụng Savi LT120, thay thế cho những chiếc máy cắt cỏ chạy xăng nặng nề khó sử dụng, thay thế cho những chiếc dao, chiếc liềm thô sơ hoạt động mất nhiều thời gian và không hiệu quả, thay thế cho những chiếc kéo tỉa hàng rào, cành cây đã cũ kỹ. Bạn hãy nhanh chóng sở hữu cho mình một chiếc máy cắt cỏ chạy pin lithium siêu nhẹ Savi LT120. Với hai cục pin lithium siêu nhẹ và dễ dàng sạc thay thế thì chiếc máy cắt cỏ Savi LT120 trở nên vô cùng gọn nhẹ và hữu ích. Máy có thể cắt được nhiều loại cỏ, nhiều loại địa hình, kể cả những cành cây lớn không thua kém gì các máy cắt cỏ chuyên nghiệp. Trọng lượng máy cắt cỏ chạy pin chỉ bằng 1/3 trọng lượng của một chiếc máy cắt cỏ thông thường. Máy chạy điện nên giảm bớt tiếng ồn cũng như độ rung của máy khi sử dụng so với các máy chạy xăng. Do đó, sử dụng một chiếc máy cắt cỏ chạy pin sẽ dễ dàng, an toàn và hữu ích cho người sử dụng. Một điều đặc biệt nữa là giá thành của một chiếc máy cắt cỏ chạy pin Savi LT120 lại rẻ hơn khá nhiều so với các loại máy cắt cỏ thông thường khác. Nếu bạn vẫn còn lăn tăn về sản phẩm này, hãy theo dõi hết video của chúng tôi để thấy được hiệu quả hoạt động của chiếc máy này. Để sở hữu được những chiếc máy tiện dụng này thì các bạn hãy nhanh tay truy cập website savimac.vn hoặc liên hệ số hotline 0978 13007 để được hỗ trợ. Các bạn cũng có thể tới trực tiếp showroom 258 Phạm Văn Đồng, Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm về sản phẩm này. Showroom tại Sài Gòn, 354 đường Bình Long, quận Tân Phú, ngõ số 98 đường 5A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, vui lòng like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.